Bản tin y tế sáng ngày 16 tháng 3 năm 2021, thêm 2 ca mắc mới, bệnh nhân số 2558 đến số 2559, ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Cụ thể, ca bệnh số 2558 ghi nhận tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, là F1 của bệnh nhân số 2484 và bệnh nhân số 2471, đã được cách ly trước đó. Ca bệnh số 2559 ghi nhận tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, là F1 của bệnh nhân số 2467, đã được cách ly trước đó. Ngày 14 tháng 3 năm 2021, cả hai bệnh nhân trên được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 15 tháng 3 năm 2021, cả hai bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện hai bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.